Thưa quý vị, tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn cao cả, ý nghĩa của dân tộc ta. Thời gian qua, truyền thống đó luôn được thắp sáng và khơi dậy ở huyện Long Điền. Hướng đến kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, những ngày qua, các trường học trên địa bàn huyện Long Điền tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và nghệ sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho giáo viên và học sinh. Các hoạt động đều hướng tới tinh thần tôn sư trọng đạo, tiếp thêm sức mạnh tinh thần, cổ vũ đội ngũ giáo viên thêm yêu trường, bám lớp. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay, trường mầm non Hoa Mặt Trời ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền tổ chức nhiều hoạt động như bé vui với trò chơi dân gian, hội diễn văn nghệ, làm thiệp tặng cô giáo. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho giáo viên lẫn học sinh. Hôm nay con tham gia cái trò chơi dân gian trong 20 tháng 11. Con cảm thấy rất là vui, rất là hứng thú, rất là hào hứng. Con tham gia rất nhiệt tình. Hôm nay con tham gia trò chơi dân gian ngày 20 tháng 11. Con cảm thấy rất là vui, rất là hứng thú. Nhà trường tổ chức rất là nhiều các hoạt động cho bé tham gia văn nghệ, rồi làm thiệp tặng cô nhân ngày 20 tháng 11. Và đặc biệt điểm nổi bật nhất năm nay là nhà trường tổ chức hội thi bé với trò chơi dân gian, và thông qua cái hội thi này thì giúp trẻ thể hiện được cái sự đoàn kết, giúp trẻ khỏe mạnh và luôn là những bé ngoan của trường mầm non Hoa Mặt Trời. Tạo điều kiện cho học sinh tri ân thầy cô giáo, trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã tổ chức thi làm thiệp, làm hoa handmade tặng thầy cô, viết chữ và trang trí bảng có nội dung tri ân thầy cô. Những ngày qua, học sinh nhà trường ráo riết tập luyện các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho hội diễn chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tổ chức vào ngày 17 tháng 11 tới. Dù cho dạy một ngày, hai ngày đi chăng nữa, cũng là thầy, một chữ cũng là thầy, và nên là con muốn gửi gắm đến các thầy cô là nhiều sức khỏe và thành công trong các công tác làm việc của mình. Cô tham gia như là vẽ bản và múa, hoặc là con muốn lần này thì để tri ân cho thầy cô về kỷ niệm thầy cô đã dạy cho con về những bài học bổ ích. Qua những cái hoạt động này thì liên đội mong muốn rằng là giúp cho các em học sinh cũng như là tình thầy trò. Bởi vì thông qua các hoạt động thì các em đều có giáo viên chủ nhiệm theo sát để mà hỗ trợ các em, động viên, đôn đốc, thì tạo được cái mối quan hệ tình thầy trò. Những hoạt động mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam được các trường học trên địa bàn huyện Long Điền tổ chức trang trọng, ý nghĩa và tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ giáo viên học sinh, góp phần để các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024.